Unit 10, Energy Storage, A Close Loop 1. Ở cái phần A Close Loop 1 này thì chúng ta có một số từ mới như sau. Solar Energy, cụm danh từ năng lượng mặt trời. Wave Energy, cụm danh từ năng lượng gió. Hydro Energy, cụm danh từ năng lượng thủy điện. Nuclear Energy, cụm danh từ năng lượng hạt nhân. Breeze, danh từ gió, gió nhẹ, một làn gió nhẹ. Solar panel, cụm danh từ tấm pin mặt trời. Reduce, động từ giảm, hạn chế. Safe, tính từ an toàn. Produce, động từ sản xuất. Recycle, động từ tái chế. Dangerous, tính từ nguy hiểm. Government, danh từ chính phủ. Resources, danh từ nguồn. Syllable, danh từ âm tiết. Change, động từ thay đổi, chuyển hóa. Roof, danh từ mái nhà. Activity 1. Match the types of energies in A with the energy sources in B. Nối những loại năng lượng ở cột A với những nguồn năng lượng ở cột B. Ở bài tập này thì người ta cho mình hai cột, cột A và cột B. Cột A sẽ là những cái loại năng lượng và cột B là cái nguồn của các loại năng lượng đó. Chúng ta sẽ nối lại. Number 1. Solar energy, năng lượng mặt trời. Number 2. Wind energy, là năng lượng gió. Number 3. Hydro energy, năng lượng thủy điện. Number 4. Nuclear energy, năng lượng hạt nhân. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu B. A. Water là nước. B. Nuclear là hạt nhân. C. Wind là gió. D. The sun là mặt trời. Sau khi chúng ta đọc xong thì bây giờ chúng ta sẽ tìm được cái nguồn năng lượng và các nối với các dạng năng lượng được rồi đúng không? Thì đầu tiên, năng lượng mặt trời được tạo ra từ đâu? Đó chính là mặt trời. Nên chúng ta sẽ nối câu 1 với câu D. Number 2, wind energy là năng lượng gió thì được tạo ra từ gió. Chúng ta sẽ nối với câu 2 với câu C. Number 3, hydro energy, năng lượng thủy điện thì được tạo ra từ nước. Câu số 3 chúng ta sẽ nối với câu A. Number 4, nuclear energy, năng lượng hạt nhân thì được tạo ra từ hạt nhân. Nuclear, chúng ta sẽ nối câu 4 với lại câu B. Activity 2. Write the phrases to label the pictures. Hãy viết những cụm từ để dán nhãn trên mỗi bức tranh. Ở bức tranh thứ nhất, cũng là ví dụ thứ nhất, thì người ta đã cho mình dán nhãn cho mình đây là một cái năng lượng hạt nhân. Ở đây có những cái ống khói đang thải ra trên bầu trời. Bây giờ tiếp tục ba bức tranh còn lại, chúng ta sẽ tìm xem thì chúng thuộc cái loại năng lượng nào. Câu số 2, ở đây là một cái đập thủy điện có rất là nhiều nước, thì ở đây chính là năng lượng thủy điện, hydro energy. Bức tranh số 3, chúng ta thấy những cái tấm pin năng lượng mặt trời. Ở đây thì chúng ta sử dụng mặt trời để làm năng lượng, thì đó chúng ta sẽ dùng solar energy. Bức tranh số 4, đây là những cái cối xay gió hay là những cái quạt gió để tạo ra năng lượng, thì đó chính là wind energy, năng lượng gió. Activity 3. Complete the sentence with the words and phrases from one or two. Hãy hoàn thành những câu dưới đây với những từ hoặc cụm từ bài 1 hoặc là bài 2. Chúng ta sẽ sử dụng những từ hoặc cụm từ ở bài 1 hoặc là bài 2 để điền vào những cái chỗ trống ở bên dưới. Number 1. A good place to change to energy is near the sea because of the sea breezes. Một cái nơi tốt để mà thay đổi cái gì đó, để năng lượng
là gần biển bởi vì có gió biển. Ở đây người ta cho mình cái động từ change, có nghĩa là thay đổi. Nhưng trong cái câu này, change mà có từ energy là chuyển hóa cái năng lượng nào đó thành một cái loại năng lượng gì. Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái dữ liệu là gió biển, thì ở đây nói về gió, vì thế nên chúng ta sẽ sử dụng từ wind. Một nơi tốt để chuyển đổi gió thành năng lượng là gần biển vì nó có gió biển. Number two, they are putting solar panels on the roofs of our building to produce. Họ đang đặt các tấm pin năng lượng mặt trời lên trên nóc nhà của chúng tôi để mà cái gì, sản xuất cái gì? Đặt những cái tấm pin năng lượng mặt trời lên trên mái nhà thì để sản xuất là năng lượng mặt trời. Chúng ta sẽ sử dụng từ solar energy. Number three, when energy comes from, we call it hydro energy. Khi năng lượng đến từ, chúng ta gọi nó là năng lượng thủy điện. Thì năng lượng thủy điện được tạo ra từ nước, nên chúng ta sẽ đến từ nước. Chúng ta thay thế cái từ to water vào cái vị trí trống này. Number four, they are reducing the use of because it's enough safe to produce. Họ đang giảm việc sử dụng cái gì đó bởi vì nó không an toàn để sản xuất. Thì họ đang giảm sử dụng năng lượng hạt nhân bởi vì nó không an toàn để sản xuất. Chúng ta sẽ sử dụng từ nuclear energy cho vị trí số 4. Track 70. Unit 10. Energy sources. Page 106. A closer look. 1. Pronunciation. Stress in 3-syllable words. Activity 4. Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllables in the words. Energy. Recycle. Dangerous. Expensive. Easily. Polluting. Government. Resources. Track 71. Unit 10. Energy sources. Page 106. A closer look. 1. Pronunciation. Stress in 3-syllable words. Activity 5. Listen and repeat, paying attention to the stressed syllables in the underlined words. 1. Nuclear energy is dangerous and expensive. 2. We should ride a bike when traveling short distances. 3. The word recycle has 3 syllables. 4. Burning coal is polluting our environment. 5. Our government is looking for new sources of energy to replace gas. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh YouTube Lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.